Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Hôm nay anh em tiếp tục tập tiếp theo, anh em lột mồi chim, thứ nhất là chim hét, và con hét nó giống con béo ấy mọi người, với chim vàng anh. Đây là con hét này. Đấy, con hét thì nó giống như con béo này. Đấy, thì trên YouTube có những cái mình không tiện đưa lên là ở cái chỗ là bị nghiêm cấm, cho nên là khi con hét là cái trạng thái nó như thế này thì anh em mình bỏ ra lột nha, hoặc là con vàng anh cũng vậy. Đấy, con vàng anh thì cái trạng thái nó cũng như thế này đấy, thì bắt đầu là anh em ta lột. Còn làm như thế nào để ra trạng thái như thế này thì anh em tự biết nha, vì cái này đôi khi nó bị YouTube không cho phép á, nên là anh em thông cảm nha. Thì trạng thái con chim nó là như thế này đấy, để anh em Đây lột. Thì bắt là đầu nuôi đây, nuôi đây nhưng mà là không may chương nó bị trình chết. anh em lột nha. Thì cái này là mình nuôi, nhưng mà trong cái quá trình nuôi xong thì nó như thế này thì mình bắt đầu mang ra để lột, để làm mồi. Thứ nhất là mồi đánh bẫy chim vàng anh này, chim hét này. Đấy, là ok luôn. Mà đây là một thợ mồi cực kỳ, thợ lột mồi cực kỳ tuyệt vời luôn. Thợ đây là cựu chiến binh cao thủ lột mồi cực đẹp, của là mồi cực chuẩn luôn, nhất ở Sầm Sơn luôn. Đấy, mà bẫy cực kỳ hiệu quả, lột mồi bẫy cực kỳ hiệu quả đấy mọi người. Đấy, bây giờ anh em bắt đầu vào công việc nha. Thứ nhất là có Dụng cụ đây là hai cái phần trong của con chim này. Khi mà lấy phần thịt của con chim ra, đây là anh em có làm cái này sẵn để đút vào bên trong thay thế thịt của con chim đấy. Còn dụng cụ thì có dao, kéo đấy, để kim lột chỉ kim chỉ. Ok rồi, cười kìa. cái này là cái để chân nó đứng đấy mọi người. Còn cũng có cái này nữa là để bên dưới để mà cho nó đứng, con chim nó đứng thẳng như này này Rồi xong đấy. xong xong nó mình làm quy trình luôn. Ừ, cái này là làm xong nha mọi người. Đấy, bây giờ bắt đầu vào chương trình thôi. Giờ bắt đầu anh em vào quy trình này thì đấy, ông giới thiệu cách lột như nào là Đây là trước hết là con chim như này, mình vút lông suôn sẻ như này với mọi người nhé. Đấy, rồi xong đó mình để như này, mình giá lông ra. rẽ cái lông giữa bụng ra. Rồi, ra mình bụng ra. Con chim này mình nuôi quá giờ nó quá gầy ha. Gầy quá thì còn xương không, Nó quá gầy, có gầy nó mới bị như nụ này không, nó gầy quá, đuối quá, đuối mình sơ ý nước nồi cái là đấy chứ là bị thôi. Nuôi chim đấy bây giờ là ta phải dùng nước ta thấm ra, ta sẽ ăn lông ra. là rẽ lông rồi. Đây là rẽ cái phần lông bụng ra để mình lấy cái phần nội tạng với là phần thịt bên trong ra đấy mọi người, để thay thế cái miếng này vào này. Đấy, thay thế cái miếng này vào bên trong phần thịt với phần nội tạng của con chim để bảo quản được lâu, chứ mình không thể để thịt hoặc là để ấy được. Dạ, ra. Bây giờ là đến quy trình bóc bóc cái lớp da. Bóc qua mọi người cứ nhẹ nhàng cẩn thận lựa lựa sao bóc lớp da cho đẹp thôi, chứ không nên là bóc mạnh quá là đôi khi nó rách á, Đúng là không quy trình của mình tốt, luôn là quá nó là hay, không tốt. nó cần cái sự khéo léo cao. Phải tỉ mỉ hơn, đôi khi phải tỉ mỉ và khéo léo hơn, không thì nó rách hết. Thế là mọi người làm sao mà để giảm bớt cái rụng lông đi thì nó đẹp hơn con chim hơn. Đúng rồi. Con chim mà nó rụng hết lông là nó bị xù, nó không được hiệu quả đấy, nhìn nó không được đẹp. Để anh em cứ cố gắng khéo léo để mà lựa cái lớp da nó ra, lớp da mà nó bám lông thì lấy cái phần thịt với phần nội tạng ra cho nó cẩn thận. Cây này thì cực kỳ là lông cực kỳ, bỏ ra thì nó cực kỳ bền. Đấy, con Dày chim là da nó dai đúng không? dán dài hay là bền, để bền cái mồi nó bền. Đấy. Còn khi mà mình lột mà là nó đấy Béo béo quá thì nó không 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 tốt đâu, nó có lớp mỡ đúng không? rồi, nói chung là mình lột cái này là từng chi tiết nha mọi người. Và trước khi đó thì một phương thức thì mà nếu mình lột một cách nó dễ dàng nhất là mình phải lấy được phần chân trước tiên đấy, mình bóc ra bóc phần cánh nha. Phần đuôi xong với phần chân xong, bây giờ lên đến phần cánh. Cánh này cánh thì nó dễ hơn tí, nhưng mà con này nó cực kỳ dài, vì sao nó gầy quá, nó bó dài. Gầy quá, nó bó dài đâu. Con chim một cái để kiểu nhất là cứ 2 3 ngày, tầm 3 ngày là đẹp nhất. 3 ngày mình lột là đẹp nhất. Nghĩa là con chim tháng 8 về tầm 3 ngày, tầm 3 ngày, nhưng mà tháng 3 là tầm 5 ngày.
tháng 3 nó béo hơn không? Nó béo hơn, lượng mỡ nó trừ. Nó trừ mỡ cho nên nó béo hơn. Đây mình anh em mình làm đây là mình coi thực tế và chi tiết hơn nhiều nữa, cảm giác nó chi tiết hơn. Bây giờ là lột lên phần cánh nhé mọi người. Lên phần cánh thì bây giờ bắt đầu là mình cũng cắt giống như phần chân thôi. Đấy, lấy hết phần thịt nó ra, lấy lên phần một nửa cánh thôi nha. Mọi người nhớ là lấy một nửa cánh thôi nha. Lấy phần thịt của nó một nửa cánh thôi, còn một nửa cái đầu cánh nhỏ mình không cần lột lên đến trên đâu, mình để lại. Cứng để mình xếp cánh đẹp. Đấy, nhưng mà cái phần thịt nhỏ cũng là có lấy thôi, nhỏ. Là nửa cánh. Đấy, hai cánh mình cũng lấy tầm nửa cánh vậy, như nhau hết. Để cái phần thịt, cái phần đầu, để phần đầu cánh để lại để cho nó cứng cái cánh và nó thẳng cái cánh khi mình xếp lông lên nó đẹp hơn. Mình nó cũng không còn thịt nhiều, nó còn là tí nữa. Cái đầu cánh nó còn có tí ra phần xương không đúng không? Xương không. Dài á. Dài, nó gầy, nó dài đúng không? Nuôi gầy quá. Nuôi chăm sóc nó không tốt, nó thiếu nước nữa là nó gầy nhanh lắm, mà nó yếu nhanh lắm ấy mọi người. Chim này mà mình không biết nuôi mà nó yếu ấy, là nó nhanh đi lắm. Thì cái quy trình này thì nói chung là lột chim nào nó cũng như nhau thôi. Ví dụ chim vàng anh cũng giống như chim béo, lột đều giống nhau. Với ra là mình lột với vàng anh cả rất đẹp. Thứ nhất là màu con vàng anh nó đẹp và đẹp. Cái thân thể nó cũng đẹp hơn tất cả các con khác thôi. Đẹp hơn tất cả các con khác, đẹp chim khác. Hầu như là lột, quy trình lột thì đều giống nhau. Đó là con nó cứ đẹp thì... Bây giờ là phần cánh xong nhé. Cánh xong lên phần cổ. Cổ là lấy lên đến sát đầu luôn đúng không? Đúng rồi. Lấy nhưng mà không lấy nhiều. Lấy đến sát đầu thôi. Lột ra thì cái lớp của nó đây là nó thành ra một cái lớp da này, sau này mình úp cái miếng miếng này vào này. Đấy. Thay cái miếng này vào thay thay đi. Tầm đấy thôi nha mọi người. Mọi người nhớ là lột đến tầm đấy xong mọi người cắt ra nha. Không 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 lấy nhiều phần đầu nha, phần đầu phải để lại nguyên gần nguyên. Chỉ cắt một tí để cho nó lòi cái chỗ cái lỗ ra để mình lấy cái phần não của con của nó ra thôi. Để cho nó bảo quản cho nó tốt để nó không bị hỏng cái rồi. Rồi cắt xong rồi đấy, bây giờ mình cắt đến tầm đấy rồi ok. Là lấy cái tăm, lấy cái tăm để mình cậy cái phần não của con chim ra, cái tăm hoặc là cái đầu kéo là cái gì vật nhọn là mình cứ lấy sạch cái não nó ra để cho nó khô, để cho nó không bị thối, và nó không bị hỏng con chim, chỉ để lại phần xương thôi. Bây giờ là anh em lên nhất cái phần bọ vàng nhé. Đấy, người ta gọi là anh em gọi là cái bọ nha mọi người. Bọ, bọ lên thay phần thịt đấy. Nói chung là mỗi từ điểm mỗi địa phương khác nhau nhưng không biết sao nhưng mà đó là cái này. Bọ dắt từ trên sát đầu luôn đấy, lên đến cổ, cái đường chiều dài này. Đấy, lộn nó lại. Bọ ngược trở lại. Có người ta làm bằng bẻ chuối, đấy, anh hiểu không? Bẻ chuối, bẻ chuối hai bằng rơm. Bằng rơm hoặc bẻ chuối đúng không? Nhưng mà bên đây thì ở đây vùng mình không có. Bây giờ không có chuối nữa rồi. Thứ hai là mình ngại quấn. Ngại quấn. Mà dùng bằng xốp nó tiện hơn nhé. Mình gọt đéo rúa cho nó vừa vặn nó đẹp hơn nữa đúng không? Xốp thì con nào nó đẹp hơn. Miếng xốp này thì không cần phải nói rồi, cái xốp này các bạn nó kiếm nó đơn giản không mà, cái miếng xốp cái tầm như này thôi này, ướp ướp tầm vừa cái phần thịt nó nhỏ, nhưng mà các bạn nhớ là phải cắt cái miếng xốp này nó nhỏ hơn cái miếng thịt của con chim. Chim nhiều nhé, nhỏ bằng nửa thôi, đấy, bằng ngón tay thôi, bằng ngón tay thôi, mà cái chiều dài của nó lại cũng dài hơn miếng thịt, gấp gần gấp đôi. Để mình khâu phần đuôi. Để khâu lên phần đuôi,
để cho nó xuyên lên, thẳng lên phần đuôi luôn cho nó đẹp. Con chim nó nhìn nó dài, nó thon, nó suôn cực kỳ đẹp luôn. Còn mà nó mà cái miếng bọ này mà nó to quá ấy, là con chim nó phồng lên nhìn nó không được đẹp nha mọi người. Đấy. Nhìn nó vươn dáng lên nhìn đẹp chưa mọi người? Đấy, nó xếp tí nữa là vào nó là vươn dáng lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Xong mình chỉnh lại tí nữa sao được không? Rồi, quy trình này mình cứ làm như thế thôi. Tí nữa chỉnh nắm này tiếp theo. Đấy. Khi lắp con bọ vào xong bắt đầu đấy là mình xếp cho nó gọn Xếp gàng, cái là mình bắt đầu mình vá lại, vá cái phần bụng lại để cho cái miếng bọ nó nằm ở bên trong phần da. mắt mũi bây giờ mình tính mình sau kim Giờ đến cái phần sau kim chỉ, nói chung là cũng cũng hơi lớn tuổi một tí rồi, cho nên là đôi khi mắt kém sau kim không biết là mấy lần mới được cái kim này sau sau luôn này à, sẵn này xin đoạn này sắm à. Sau kim sẵn rồi quý vị ạ. Mọi người thấy mắt kém nên là sau kim sẵn đến trước thì những sợ sau kim lâu quá sốt ruột, mọi người sốt ruột. Giờ là phá cái phần da lại nha, để bao bọc lại cái phần miếng bọ lại nha. Đấy. Giờ là bắt đầu là vá cái phần da để nó bọc cái miếng bọ ấy lại, vá đến sát đuôi luôn đấy mọi người, để cho nó bọc cái miếng thịt, thay thế cái miếng thịt, cái miếng bọ nằm bên trong đấy, để cho nó khít cái lông lại đúng vị trí, mình cứ bánh cái lông ngửa ra để cho mình vá cho nó đỡ bị rúm cái lông vào. Không là Khi mà mình rút chỉ ấy, là đôi khi nó hay bị rúm cái lông vào nó xấu, mọi người cứ banh cho nó sạch ra xong nó thấy cái đường 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 gân ra xong là mình mới vá vào để cho nó không bị rúng cái lồng lại nha mọi người. Vá cái này thì nó cũng giống như vá quần vá áo thôi đấy mọi người, mà cái này không qua vá cũng như quần áo thôi. Đấy. Vá đánh đầu xong mình xếp lồng lại đấy, đừng để cho nó rúng lồng vào. Khi mà mình vá xong là đến đâu là nó khít lại đây luôn, nó che cái miếng bọ lại và cái miếng bọ đây trở thành là miếng thịt nằm bên trong. Đấy, mình vá xong mình vuốt đến đâu cho nó khít cái lồng của nó, cái lồng nó cực khít vào luôn để cho nó đỡ bị đã bị hở ra. Vá vào bên đâu nó khít bên đây nó không bị hở nữa. Đấy, nhìn nó cực kỳ là khít lông luôn đấy mọi người. Đây là dành cho những anh em đam mê, hiểu không? Đam mê bẫy chim. Bẫy chim. Vì mình bẫy chim này thì nó cũng không ảnh hưởng về cái vấn đề là ấy, mình đánh bắt là vui, giải trí, hiểu không? Không họ đánh lưới đánh nọ đánh kia. Không như Bẫy đấy, bẫy nuôi chơi và giải trí thôi. Là cái này là anh em mình hướng dẫn cho mọi người, cái này thứ nhất là nó có cái tác dụng, thứ nhất là dùng để bẫy chim thì mọi người cũng cần đẹp, và đôi khi là mọi người thích để làm cảnh vẫn ok, làm cảnh trong nhà hoặc là để trên cây cảnh cây gác của mình này, hoặc là trên bàn uống nước cũng nuôi là cực kỳ đẹp, trên tủ cũng được cho nó đẹp mà nó bảo quản được lâu, nó giữ được lâu hơn, và dáng con chim nó y nguyên luôn, nó không thay đổi được một chút nào cả, nó không có bị giả tạo giống như người ta làm. Nó đôi khi có những làm mà các loại thành phần khác ví dụ như che nước thứ, nhưng nó không được đẹp này, không được tự nhiên giống như con này. Con này mình mà để làm cánh thì nó cực kỳ tự nhiên hơn, nó như con chim thật luôn đấy mọi người, chỉ khác ở chỗ là nó không cử động thôi. Thế còn con chim này mình để trên bàn uống nước hoặc là trên cây cảnh bonsai trong nhà thì cực kỳ đẹp rồi. Thì sau khi mà khâu bụng xong đấy mọi người, thì bây giờ mình xếp cái lông đuôi cho nó thẳng thiu lại cho nó đẹp lại, xong rồi bắt đầu mình vá cái đuôi vào, vá cái lông đuôi vào chỗ cái phần bọ còn thừa ra đằng sau ấy, để cho nó giữ cho nó chắc, cho nó không bị xòe ra, cho nó không bị xòe cái lông, kể cả gió nó không xòe được mà con chim nó cũng giữ cái lông nó đẹp hơn. Đấy, mình xếp cái thế lông cho nó hơi khít khít vào với nhau một chút cho nó đẹp, xong mình dùng chỉ mình vá vẫn vá lại thôi để cho nó chặn vào trong cái bọ. Hai mình làm bằng bằng mút này bằng sốt này thì nó
Mình bá cảm giác con lông chim chắc khá trắng hơn, anh hiểu không? Ví dụ như mọi người mà để làm cánh nhé, cái cánh hiện tại bây giờ là cái cánh là anh em là dùng để làm mồi, thì anh em có thể là trụm vào, nhưng mà mọi người mà làm cánh nhé, có thể là mọi người sẽ dùng bằng cái cách nào đấy, dùng bằng cái que để mình ghim cho cái cánh nó xòe ra, nó kiểu dạng giống như đang bay mà để nó đậu lên trên cây ấy, mọi người vẫn làm được nha mọi người. Vì cái này là anh em dùng để hướng dẫn để lột mồi. Còn nếu mà anh em mà làm cánh, anh em có thể là để cái cánh của nó xòe ra hoặc là đang dạng giống như đang bay ấy vẫn được nha. Thì mọi người chỉ cần ghim một cái que nhỏ vào phần bên trong của cái cánh, cái mọi người rang nó ra là nó ở nguyên vị trí đấy thôi. Ví dụ như là mọi người chỉ cần rang như này này, đấy, xong mọi người chỉ cần ghim cái que vào đây, nghĩa là nó giống như con chim đang 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 bay xuống như này này, đấy, kiểu dạng nữa, để như này này. Còn này là anh em lột mồi thì anh em trụm nó vào đấy, hoặc là anh em dựng cái cánh lên như này giống như đang bay này đấy, thấy không? Là mình làm chim đứng yên. Hay là mình chỉ làm con chim đứng yên thôi. Cái này có thể anh em lắp bộ motor vào bên trong cho cái cánh nó bay vẫn ok. Mà có chim này nếu mà đúng nha, bỏ đội các đội thiết kế nó dùng motor ấy, nó lắp xong nó đưa cái đấy vào cái phần cánh nha. Vậy 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 bay như con chim thật luôn đấy mọi người. Motor với nó lắp thêm cái bộ máy motor vào nó cái cánh bay giống như chim thật luôn đấy. Đấy thì sau khi anh em mổ xong rồi, anh em lấy phần thịt ra xong rồi, anh em vá đuôi nữa và thay cái bọ vào phần thịt nữa, thì là nó ra như thế này. Thì anh em vuốt những cái chỗ lông mà nó bị khuyết đấy, đấy những cái chỗ lông mà nó khuyết vuốt cho nó thẳng thiu lại cho nó không bị xù. Đấy, Đấy, chưa? con chim ra cực đẹp luôn này. Đấy, dáng nó cực kỳ xoan luôn, xoan luôn. Bây giờ là xếp cánh lên trên phần đuôi thôi, xong anh em cũng vá lại thôi là ok. Đấy, bây giờ là cái phần cánh này, thì mọi người nhớ dùng một cái que nhỏ tầm như cái tăm đấy mọi người, nhưng nó dài hơn cái tăm nhọn nha. Đấy, để mình ghim cái phần cánh vào để cho nó ở cái cánh cho nó đẹp. Đấy, thì bây giờ dùng cái que này nè để ghim vào cánh này cho nó ở nguyên cái cánh, vị trí ở nguyên cái cánh mà không bị sệ xuống. Đấy, mình ghim vào đây. À, đang xếp lông thôi, đang gảy lông lên cho nó đỡ bị khuyết. Đấy, ghim cái que vào cánh luôn nào. Xếp cho chúng, nhưng mình xếp cho nó hợp lý cái bắt đầu mình ghim được nó chuẩn nhau ấy. Mình phải làm cái mẫu trước nó chuẩn giá như thế này. Xếp cái màu cho nó đẹp đi, xong mình ghim cái cánh vào, cánh vào đấy. Khi ghim cánh là mọi người nhớ cầm đấy, cầm từ trên xuống ghim vào bên hông của cái cánh, ghim vào cho nó vào cái phần là cái mỏ nằm ở bên trong ấy, để cho cái cánh nó giữ nguyên được. Đấy, ghim cái cánh vào thì nó như thế đấy, hai bên nó đều như thế cả nhà, hai bên đều có hai que ghim như thế để cho nó giữ cho nó thẳng thiu cái cánh cho nó đẹp cái con chim. Ghim xong rồi thừa đến đâu mình cắt sát vào cái cánh đến đấy mọi người, cắt sát vào để cho nó đỡ lộ cái que ra đó, cái que mình ghim đấy. Đấy rồi. Cánh nó không bị lủng lẳng giống như thế này nè, đấy, nó ở nguyên luôn. Đây là một bên cánh này. Bây giờ đến phần ghim nó xong phần cánh bên kia rồi, bây giờ tiếp tục đến phần cánh thứ hai đấy. Anh em ghim sao miễn xếp làm sao cho nó thẳng thiu vào được, xong rồi anh em thừa cái que đấy thì anh em lại cắt đi. Còn anh em ghim vào thì cứ nhìn làm sao là để cho con chim nó đều bên đều cái cánh, thẳng cái cánh, không bị cánh thấp cánh cao hoặc là không bị sệ cánh ra là được rồi. Đấy, anh em cứ nhìn nhìn xong rồi anh em lựa, anh em tự xếp lại cho nó dễ. Rồi ông cứ vừa làm vừa chỉnh bình thường đi, anh quay rồi. Ok đấy. À, trong cái quá trình thì anh em làm xong này, thì vá phần đuôi và xếp cánh này,
gọi là vuốt lông các thứ này, thì cái con chim mồi nó ra như thế này đấy, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Cái dáng trời ơi sao mà cái dáng này nó đẹp trai như thế này, con chim đẹp trai như thế này thì chim nào mà nó chạm bút vào để nó đậu đấy, mọi người nhìn thấy không, quá tuyệt vời, tay tay cực kỳ là tuyệt vời luôn, và tay vậy ra xốp nha, xốp nha, đấy, ok, tay tay vừa nghệ khâu nhân, vá xong, khâu vá xong rồi, đấy, ok, bàn tay nghệ nhân quá tuyệt vời, đẳng cấp, chụp luôn, quá đẹp. Đây con chim này là để tăng sĩ làm được cảnh này, tại trên tất cả anh em mình xem cho chi tiết này, phần cánh mình kiếm mình xếp như con chim thật nhá. Sau khi vá xong là mình phải xếp cho nó gọn gàng, cho nó đẹp như này này, cho nó mượt như này, nhìn con chim là ok. Sau khi lột xong thì con chim đá cho mọi người, hoa đẹp. Đấy, tí nữa là mình anh em lại dựng lên những cái cành nữa thôi, để cho nó đậu, cho nó đứng nữa là ok, là hoàn thành thôi. Con này chắc cũng cho lên trên cái cành đứng luôn chứ hay là mình lột đã để sấy, để mày sấy nhỉ? À, để mày sấy cho dễ. Thì anh em lột xong anh em bỏ vào sấy, sấy một hai ngày, hai ngày cho nó khô, còn có nắng to thì anh em mang ra phơi, phơi nắng thì nó khô cho nó giữ được cái lông mà nó không không bị hôi con chim nha. Thì cái hoàn thành con chim này quá tuyệt vời bà con nhé, em hoàn thành xong con chim rồi nè. Thì tất cả các chim nó đều giống nhau cả, mọi người lột nó đều giống nhau cả nha mọi người. Thì, video này thì anh em cũng hoàn thành xong một con chim lột mồi, để cho những anh em đam mê bầy chim hoặc là để làm tiểu cảnh hoặc làm cảnh ở trong gia đình cũng đều được hết. Thì, anh em và bà con thấy video hay và ý nghĩa thì mọi người chia sẻ rộng rãi cho nhiều người cùng biết đến, và nhớ cho anh em xin một đăng ký, một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em trong những ngày qua và video này nha. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Mọi người nhé. Đấy, đã lột xong hai con. Một con vàng anh và một con hết. Rất tuyệt vời. Đã hoàn thành trong một quy trình. Anh thì quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Hết thì nó hơi đen. Phần chân.